Ok, ngày hôm nay thì thầy sẽ nhờ em chia sẻ gì đó. Em có thể cống hiến được điều gì để cho thầy đây. Hello, xin chào tất Hello cả Kỳ mọi người. Thiên, Lê Quốc Tuấn. Hôm nay em chia sẻ về kịch bản sale nè, rồi về chăm sóc khách hàng, rồi cách mà mình Ok. upsell á. Em nghĩ cái phần ngày hôm nay em chia sẻ mà chắc là cái phần em sẽ xin phép nhắc sơ qua về một cái việc mà chắc là bữa giờ anh em rất là quan tâm đó rồi. Là tại vì cái thuật toán Facebook nó đang thay đổi á, thì bữa giờ em đi học hỏi và em có hiểu một số chút cái thì làm như nào, cuối cùng mục đích là làm như nào để cho mọi người có thu nhập từ 100 đến 200 triệu mỗi tháng là ít nhất, đúng không ạ, mỗi tháng thôi. Thì em sẽ nói sơ qua chút xíu, em nghĩ cái này cái phần mà mọi người sẽ thích học hơn, sẽ cần quan tâm hơn một chút xíu trước khi mà vô vào cái vấn đề bán hàng, đúng không? Em chia sẻ mọi người thì mình tên là Nguyễn Hữu Văn, và trước đây thì mình rất may mắn mình làm việc cùng với đội nhóm của thầy Linh. Và trước đây thì mình chia sẻ mọi người là mình cũng làm qua rất nhiều công việc, mình cũng đã làm chủ startup, mình cũng đã có thu nhập đều đặn trên 70 triệu mỗi tháng là ít nhất, đúng không? Nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy nó không ok, thì mình đã đi tìm, mình cho phép bản thân mình đi tìm một môi trường nào đó nó đáng để có thể làm việc. Và sau đó thì mình tới thì Linh, tới với đội nhóm DMB, và ngày hôm nay thì mình cảm thấy rất là tự hào, cảm thấy rất là vui vì ngày hôm nay mình có thể chia sẻ cho mọi người được những cái gì kiến thức của mình sẽ chia sẻ ra cho mọi người. Thì ngày hôm nay thì thầy Linh có cho một mình một cái vinh dự là mình chia sẻ về sale. Thì trước khi mình chia sẻ về sale thì mình sẽ muốn nhắc mọi người là chúng ta hãy cùng ngồi xuống làm cái bài tập mà plan khởi nghiệp pro của trong khởi nghiệp pro 4.0 á, mà thầy Linh hồi trước thầy Linh có dạy mình á, thì trong trong tất cả cái đó nó đều liên quan kỹ tới kinh doanh của mọi người. Mà mình phát hiện ra rằng rất nhiều anh em trong đội nhóm có lời rất ít hoặc là lời ít mà không lời nhiều là do mọi người không làm chuẩn cái quy trình đó. Mà đặc biệt là có một số bạn mới á, thì mình phát hiện ra rằng là các bạn không chịu làm chuẩn những quy trình đó, và các bạn dẫn đến trường hợp là cái lợi nhuận bán lẻ của bạn không có nhiều. Và cộng thêm một số cái là mọi người bị thiếu, đó là mọi người làm việc nó mọi người không có thoải mái lên. Khi mà chúng ta làm việc thoải mái á, thì chúng ta sẽ đạt được kết quả rất cao, rất là lớn. Vậy thì ngày hôm nay em xin phép chia sẻ mọi người sơ một chút xíu cái vấn đề trước khi liên quan tới sale, được không ạ? Ok, được rồi hả? Thì bây giờ cái plan khởi nghiệp, cái plan khởi nghiệp pro á, thì mọi người nhớ hồi xưa thầy dạy, thầy Linh đã dạy chúng ta không ạ? Trong bất cứ chương trình nào thầy Linh cũng đều dạy cái plan khởi nghiệp pro đó trước, rồi sau đó chúng ta làm chuẩn cái đó thì chúng ta mới có lợi nhuận. Nếu như chúng ta không làm chuẩn cái đó thì lợi nhuận chúng ta không có đủ nhiều, và nếu như lợi nhuận không đủ nhiều chúng ta lại coi lại cái quy trình cái lăng thử nghiệm rồi đó, thì chúng ta phát hiện ra được lỗi của chúng ta là gì. Và em phát hiện ra rồi, thì bữa giờ một số anh chị em tuy là tiền quảng cáo, cái tiền mà chi phí quảng cáo nó ít hơn hồi xưa rất nhiều, nhưng mà mọi người không làm chuẩn, mọi người lại thứ nhất là chạy quảng cáo quá ít, cái thứ hai là tỷ lệ những cái con số mọi người thì mọi người không làm chuẩn. Và em đảm bảo luôn, nếu như không làm chuẩn như con số thầy khuyên thì các bạn không thể nào có được 100 triệu một tháng đâu. Em chia sẻ là em vô em coi trong cái phần lăng khởi nghiệp pro của thầy Linh ở trước đây, thầy chia sẻ em phải nhờ các bạn sưu tầm lại cho em, thì có những cái tỷ lệ ví dụ như tỷ lệ hoàn hàng nè, rồi tỷ lệ chốt sale nè, rồi tỷ lệ cho số điện thoại nè, đó rồi lợi nhuận trên trung bình trên một đơn hàng nè, thì đó là những cái mà mọi người phải quan tâm, mọi người phải ghi ra và mình phải kiểm tra, mình phải kiểm soát nó đều đặn mỗi ngày thì chúng ta mới có lời được, đúng không ạ? Và khi mà em làm theo cái chuẩn này là này thì phát hiện ra đội nhóm tuy là sale rất giỏi nhưng mà các bạn không có tiền nhiều, là vì các bạn không có nhớ đến những cái điều đó. Thế không, bạn mới lại không có nhớ đến điều đó. Vậy thì ngày hôm nay Văn sẽ chỉ mọi người ở cái tỷ lệ đầu tiên mà chúng ta phải hiểu và Facebook đang mới cập nhật, đó là tỷ lệ chi phí trên một comment, và cái thứ hai là cái tỷ lệ cho số điện thoại, có thể gọi nó là tỷ lệ khách hàng tương tác với chúng ta và chúng ta có thể nói chuyện. Thì đây là hai tỷ lệ em đảm bảo đó, nhưng mà những bạn mới vô rồi thì bạn không hiểu được, bạn bị lỗ ở tỷ lệ này. Vậy tỷ lệ cho thầy còn nhớ trong cái pro cái tỷ lệ cho số điện thoại không, vậy tỷ lệ khách hàng comment không nhớ đúng không ạ? Thì với lại cái tỷ lệ mà khách hàng cho số điện thoại, thì em phát hiện ra là bữa giờ đội nhóm của em chạy quảng cáo rất rẻ. Các bạn chạy là 20 đến 30, em chạy là 20 đến 30 nghìn một tin nhắn thôi. Nhưng sau đó thì mấy bạn bán hàng lợi nhuận rất nhiều. Các bạn lợi nhuận ngày bán được 2-3 đơn, ngày bán được 2-3 đơn. Và sau ngày hôm đó thì em có nhắn, em có hỏi mọi người là
bây giờ ngày hôm nay các bạn có muốn nhiều số hơn không? Thì ngày hôm đó em chạy quảng cáo cho mọi người gấp 3 lần con số đó, thì em phát hiện ra là tỷ lệ đơn y chang với so với cái ngày mà em chạy rẻ, em ngày em chạy ít. Tại vì khi mà mọi người nhiều số đó mọi người, thì mọi người lại quên đi cái việc mà chúng ta phải chat với cái này, chúng ta phải tương tác với họ, và chúng ta phải làm sao để cho ra được số điện thoại để chúng ta gọi. Khi mọi người chạy quá nhiều á, thì mọi người chỉ chăm chăm vào việc là mọi người gọi thôi, mà mọi người không quan tâm cái tỷ lệ đó. Thì dẫn đến trường hợp là mọi người gọi thì các bạn không gọi hết được cái đa lượng data đó, và cái lượng data nó quá khổng lồ đi, thì các bạn bị ảnh hưởng. Là cái nhất. Cái thứ hai là khi mà các bạn chạy ít tiền á, nhưng mà tại sao các bạn vẫn bị ít tiền mà vẫn bị lỗ, là vì tại sao? Là vì khi các bạn chạy ít tiền thì có một thứ đó là, ví dụ như một comment họ một ngày chúng ta chạy là mình chạy là khoảng là 600.000 nha, thì chúng ta ra 20 người khách hàng, tỷ lệ trên một comment chỉ có 30.000 đồng thôi, nhưng mà cái tỷ lệ mà chúng ta nói chuyện được và chúng ta sale á, nó chỉ có một hoặc hai người, thì chắc chắn là lỗ rồi. Vậy thì làm sao để thoát khỏi điều đó, đúng không? Ở trong Facebook nó mới cập nhật là gì, các bạn chung là nếu như chúng ta đang chat messenger, chúng ta đang ngồi chat tin nhắn đó mọi người có thể để cái điện thoại, thì chỉ cần 2-3 phút thôi mà không có ai tương tác lại, không ai nhắn tin lại chúng ta, thì chúng ta sẽ qua bên Facebook, chúng ta coi phim tiếp, chúng ta lại lướt Facebook tiếp, đúng không ạ? Mọi người hiểu không? Và lúc mà mọi người nhắn tin thì đây không phải là tin nhắn mới, và đây cũng không phải là tin nhắn ưu tiên, nên nó sẽ trôi. Vậy nếu như mọi người mà để ý đó, mọi người vô phần tin nhắn, mọi người kéo lên, mọi người kéo cỡ khoảng 2-3 lần thôi, thì mọi người thấy nhiều, rất nhiều tin nhắn mọi người không có đọc, nhưng mà nó vẫn bị trôi xuống dưới. Vậy thì đó là lý do tại sao khách hàng không tương tác với các bạn. Nếu như chúng ta là khách hàng thì có phải là những cái bay họ nhắn tin với chúng ta mà do chúng ta không trả lời, họ lại qua khác họ làm việc á, thì có phải một câu đó là họ quên đi chúng ta không ạ? Và cho dù chúng ta có nhắn tin cửa nào thì cũng đã nằm tích dưới Facebook của họ rồi, và dẫn đến trường hợp là khách hàng không có nghe nữa, không có comment nữa, không có liên lạc với chúng ta nữa. Vậy thì làm sao để thoát được điều đó? Chúng ta bảo làm sao để thoát được điều đó? Bao nhiêu người đang muốn nghe à? Thôi thoát được điều đó. Yeah. Mà thầy Linh không nhận không? Thì cái đó không phải là hiện tại đang anh em trong đội ngũ đang rất bị nhiều đúng không ạ? Yeah. Đúng không? Và sau đó chúng ta muốn thoát khỏi cảnh đó, chúng ta kêu em không có khách hàng, em không có số để em sell, thì các bạn lại quay lại các bạn bài toán là bạn sell số cũ, rồi sell số cũ xong rồi các bạn lại bị thấy là anh ơi sell số cũ nó chán quá, thì các bạn lại quay về bài toán là các bạn lại phải chạy nhiều tiền hơn để tìm cái này, dẫn tới trường hợp là các bạn đã bị lỗ mà các bạn không hề biết, cho dù các bạn chạy quảng cáo rất nhiều, cho dù các bạn quảng cáo rất rẻ luôn. Thầy em nói đúng rồi, không biết là bây giờ mình đọc thầy có không? Đó rồi nha. Bây giờ trước khi để em vô, để chút xíu em lấy cái chủ sản Facebook. Đó là một cái mà mọi người phải để ý. Không biết là bao nhiêu người đang xem livestream của thầy đây. Mọi người người nào vào xem được lúc là nó bị cái tình trạng bị lỗi. À. Nên là có người. Bị lỗi là nhóm hay là sao ta? Bị lỗi là nhóm. Cũng như một cái em. Dạ, vậy thì bây giờ nó chỉ có một cách này nè, nó sẽ giúp cho mọi người thoát được. Dạ. Em sẽ để em coi kiểm tra. Có 3 người xem à. Nó bị lỗi gì đó này? Lỗi không biết được. Nên là mình cứ like xong rồi sau đó mình sẽ phát lên lại trên YouTube. Hình như là nó quay đen, mạng của thầy bị sao á. Nó quay bên này bình thường. À. Thầy thử không có livestream trong nhóm thôi có bị gì không? Livestream trong nhóm. Livestream ở ngoài đúng không? Dạ đúng rồi. Hình như thầy đang livestream bằng bay. Không, bằng group. Em ấn một cái là livestream ra bay luôn, nó bấm ra bay rồi. Đâu? Group mà. Livestream bằng bay mà trong group thầy hiểu không? Cái Facebook của mình nó đang bị lỗi, nó bị lỗi chứ đó. À không, trên Facebook cá nhân. À. Em ấn một cái là ra bay luôn. Thôi kệ mình nói tiếp. Đúng rồi. Để nói cho mọi người luôn. Vậy thì á, chúng ta phải hình dung nè. Đằng nào nó cũng đã bị lỗi rồi, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đừng làm theo cách đó nữa.
mà mọi người hãy tạo ra một con Facebook, đúng không? Mọi người tạo ra một cái Facebook bằng giống như bằng trang cá nhân á. Ví dụ trang chúng ta là chạy là Nga, à, là Hồ Phương Anh hay là bạn Anh Trinh hay là gì, đúng không? Ừ. Thì chúng ta vô và chúng ta kêu là, ừ anh ơi kiểm tra tin nhắn của em nhé, em có chuyện gấp, nói chuyện cần nói chuyện với anh. Các bạn cứ làm và ý liên tục luôn, comment trong Facebook của họ thì họ sẽ để ý tới, và sau đó họ sẽ bấm vô thì các bạn kết bạn và các bạn lấy cái Facebook cá nhân đó là bạn chat với khách hàng luôn, thì nó sẽ giúp cho chúng ta thoát được khỏi tỷ lệ đó. Hoặc là chúng ta phải nhắn tin cho họ, đầu tiên là chúng ta phải nhắn tin cho họ, khi họ nhắn tin là mình không bao giờ được bỏ qua, mình phải nhắn đến khi nào mà họ cho chúng ta địa chỉ hay cho số điện thoại thì thôi, chứ đừng có trong trường hợp là mọi người cứ ngồi người ta đang chat với mọi người, cái mọi người là người bán hàng mà, khách hàng đang nuôi chúng ta mà, khách hàng đang cho chúng ta tiền mà họ đang nhắn tin chúng ta, còn họ bận chút xíu, các bạn đi luôn, các bạn đi chơi luôn, nếu mà các bạn không để ý luôn, thế thì lúc người ta nhắn tin lại thì em đã phát hiện ra rất nhiều trường hợp sale của em là bị gì, khách hàng họ nhắn vào lúc 2:35 thì cái người mà trực pay là sale của em á trả lời là khách hàng lúc 3:35 thì sao mà họ nhận được tin nhắn được, thầy công nhận không? Dạ. Sao họ đọc được tin nhắn, họ còn đi công việc mà, họ còn bận bịu mà, và dẫn tới trường hợp là chúng ta bị lỗ, dẫn tới trường hợp là chúng ta đang lãng phí rất nhiều tài sản của chúng ta, đúng không? Dạ. Đó rồi. Và bây giờ là làm như thế nào để mình có thể, vậy bây giờ là đó là sau khi mọi người xử lý hết thì mọi người sẽ có rất nhiều data để mình làm việc, đúng không? Vậy thì em phát hiện ra một cái lỗi nữa mà từ trong tư duy của các bạn, em phát hiện trong cái lỗi mà các bạn đang bị đó là gì, là các bạn không hề có sự chuẩn bị trước khi gọi điện. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này, và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh, chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip, và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông, nhớ nhá, bấm vào nút chuông, bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này, và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta, hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Những người sale mà những người giỏi, những người kỳ kiều hay những người mà như em đi chăng nữa thì em đều có một cái bước rất quan trọng, đó là bước chuẩn bị. Em đều chuẩn bị rồi. Em chuẩn bị kỹ lắm. Em chuẩn bị rất kỹ luôn. Vậy thì em muốn học mọi người, mình phải đặt câu hỏi là mình sẽ chuẩn bị những gì. Đầu tiên á thì đó là em ghi ra một cái tờ giấy, em phải chuẩn bị bút và giấy. Bút và giấy luôn luôn là một người bạn của em. Em nhớ là trong bất cứ cuộc sale nào thì em đều dùng cái này. Đó. Sau đó thì em phải ghi ra bước chuẩn bị. Người ta có một câu nói là gì ạ? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thì chúng ta phải vô Facebook của khách hàng á, chúng ta tìm hiểu là ở thời buổi nè, người khách hàng họ, chúng ta muốn bán hàng cho khách hàng, đúng không? Thì chúng ta phải làm sao để cho thân thiện, chúng ta phải làm sao để cho họ nói chuyện chúng ta mà họ cảm thấy thoải mái. Vậy thì không có cách nào khác là mình giống như là mình là người thân của họ vậy đó, hoặc là mình phải biết về họ, đúng không? Vậy thì em sẽ cần một cái bước mà trước trong quy trình sale mà trước đây em cũng không, em nghĩ mọi người biết hết, em cũng có phần là do em cũng không có chia sẻ, em cũng không dạy, đúng không? Nhưng cái bước chuẩn bị rất là quan trọng. Cái bước chuẩn bị là gì? Là khi mà mọi người trước khi gọi cuộc gọi cho khách hàng đó, chúng ta sẽ vô Facebook của khách hàng, chúng ta tìm hiểu, chúng ta coi họ đang mặc bộ đồ gì, đang cái hình ảnh đại diện của họ nó như thế nào, đang mặc bộ áo màu xanh chẳng hạn, chúng ta ghi là áo xanh, đúng không? Quần màu vàng, đúng không? Nón màu đỏ, đó là nguyên cây giao thông chẳng hạn, đúng không? Rồi cái thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu, nếu mà chúng ta tìm hiểu được là chúng ta coi là quê quán của họ, mình có thể tìm coi được cái quê quán họ đâu không, ví dụ như họ ở Quảng Nam chẳng hạn, đúng không? Chúng ta ghi ra, rồi sau đó chúng ta coi là họ có con cái không, họ có hay đi du lịch không, đúng không? Chúng ta cứ ghi ra hết, là những cái thông tin này nó sẽ hỗ trợ cho mọi người rất nhiều. Và đặc biệt là sau khi mình ghi hết ra rồi thì mình phải nắm chừng được cái tâm lý của người đàn này, là mình theo dõi luôn, mình coi luôn chị này có chị sẽ như thế nào. Sau đó thì nhiệm vụ chúng ta là chúng ta ghi ra hai liệu trình mà chúng ta sẽ ra quyết định chúng ta bán với họ. Có nghĩa là tư duy của chúng ta không phải tư vấn xong rồi chúng ta bán, mà chúng ta tư duy chúng ta là chúng ta sẽ bán gì luôn, chúng ta muốn bán gì trước.
Ít nhất là trong bài sale đó chúng ta muốn có thể bán thêm nhiều sản phẩm trong đó, nhưng ít nhất phải có hai dòng, hai cái liệu trình mà chúng ta bán cho họ. Ví dụ như trước đây em coi một cái chị rất là giàu, rất là khát cao, em nhìn thấy chị này rất là dễ gần á, em ghi luôn liệu trình đó là 8.9 triệu, em bán Dubai thì em sẽ ghi là 8.9 triệu, hoặc là một cái liệu trình nữa là 15.286.000, đúng không? Em lựa chọn hai liệu trình này. Thì liệu trình đầu tiên là để cho họ coi, họ muốn, nếu họ không mua liệu trình 15 triệu, em sẽ bán liệu trình là 8.9 triệu. Vậy thì khi mà em ghi được hai liệu trình này nè, thì trước khi bán em sẽ ngẫm trong đầu là tôi sẽ liệu trình 8.9 triệu nó sẽ có những gì, liệu trình 15 triệu là nó sẽ có những gì. Thì em cần em ghi rõ ra, mọi người cần phải ghi rõ ra, chứ không phải đến lúc mà tư vấn xong rồi mình mới báo giá, hoặc là mình nói chuyện theo một cái cỗ máy, hoặc là mình nghe người ta báo sao mình nói như vậy thì nó rất là dễ bị fail, đúng không? Và nếu mà có những trường hợp nào khách hàng mà họ giàu á, mà mình nghĩa là người này ok á, thì chúng ta bán những liệu trình 25 triệu, hoặc là thậm chí là nếu như người ta mình cảm thấy chuyện này quá ok rồi, thì tập trung vào cái việc mà mình làm quen, làm thân, sau đó mình đưa ra một cái liệu trình là 30 triệu thì khách hàng họ vẫn mua, đúng không? Ba liệu trình 30 triệu đấy nó sẽ có nghĩa là thuộc báo giá liệu trình 30 triệu. Quan trọng là chúng ta phải tin vào chúng ta bán là chúng ta làm được. Cũng giống như thầy Linh đã từng chia sẻ cho tất cả các anh chị em là gì, phải luôn tâm niệm trong đầu, trong người mình nè, mình phải để lên trái tim nè, mình cho tôi làm được, sau đó mình nhớ là tôi là người bán hàng xuất chúng. Thì khi mình ghi lên liệu trình 30 triệu thì mình mới dám bán 30 triệu, chứ còn mình không dám ghi ra, mình chỉ dám bán liệu trình 9 triệu thôi. Em có một bạn trẻ thôi trong hệ thống, bạn đó chỉ bán liệu trình 1.5 triệu đó, không bao giờ bán được hơn liệu trình. Bạn gọi 5 người là bán được liệu trình 5 người luôn, nhưng mà chỉ dám bán 1.5 triệu thôi. Sau đó em kêu là không có cho bán như vậy, bán như vậy là mình sẽ bị lỗ đó em. Thì sau đó bạn thay đổi, các bạn nó bán 2.9 triệu và bạn nó vẫn bán 2.9 triệu bình thường. Sau đó bạn bán được liệu trình 7.5 triệu, bạn vẫn bán liệu trình 7.5 triệu bình thường, đúng không? Thì đó là cái rất quan trọng luôn, em nghĩ là mọi người đang cần, đó là cần sự chuẩn bị. Chứ còn trong bán hàng thì quy trình sale thì nó cũng đã có sẵn rồi, rồi mọi người cũng đã có video, nhưng mà hai thứ đó là đầu tiên đó là về kỹ năng, rồi tỷ lệ chuyển đổi của cái khách hàng trước khi mà mình gọi điện, mình ra được khách hàng, sau đó là tỷ lệ chuyển đổi bằng cái bước mà mình chuẩn bị. Khi mà mình chuẩn bị thì mình sẽ có các bước giống như là bước bán hàng, bước chào hỏi nè, đúng không? Rồi bước nói chung là các anh chị em đang bị một bài toán là gì, là data thì rất nhiều nhưng mà nói chuyện được thì rất ít. Data thì rất nhiều nhưng nói chuyện được rất ít. Và đây là kinh nghiệm của em thôi. Em nghĩ là các leader họ, sau khi họ coi nghe này xong thì tất cả bạn cũng sẽ về nhà và các bạn coi kỹ lại trong tỷ lệ chuyển đổi của bạn, các bạn phát hiện ra lỗ rất nhiều. Rồi sau khi mà mình đã chuẩn bị như vậy á, mình đã chuẩn bị hết rồi đúng không bạn? Dạ. Mình đã chuẩn bị hết rồi thì mình chat với họ, mình gọi điện với họ và mình nói chuyện với họ. Thế thì khi mà mình gọi điện mình nói chuyện á, thì cái bước mà mọi người vẫn đang bị ở trong thời kỳ này nè, do chúng ta chạy quảng cáo và chúng ta không hề biết là khách hàng họ đến tới khi nào. Mà thường thường Facebook nó rất hay là ngày, ví dụ như nó ra lần 2-3 số luôn, nó không ra là nó không ra luôn, nó ra là lần 2-3 số, đúng không? Thế thì mọi người hay bị tình trạng là gì, mọi người hay ví dụ như một người khách hàng á, nếu như mà họ để lại số bạn liền á thì mình gọi sao không được, mình nhắn tin, mình chat, đúng không ạ? Khi các bạn ít số điện thoại, các bạn nhắn tin, các bạn chat, khách hàng tương tác qua tương tác lại, sau các bạn xin số điện thoại, các bạn ngồi, các bạn sale, thì nó giúp các bạn có được rất nhiều và các bạn bán sao cũng được cả. Các bạn chia ra vô cái bước quy trình của mình là bước chào hỏi rồi, thì mình chia ra cái bước chào hỏi có hai phần. Phần đầu tiên là dành cho khách hàng họ tương tác với chúng ta nhiều hơn, họ đang tương tác với chúng ta, họ đang nói chuyện với chúng ta, thì chúng ta nói chuyện như thế nào cũng được. Chúng ta có thể gọi điện lên, alo. Dạ chị Thủy, là em đang hồi nãy giờ em bên chỗ Mega Bánh Spa, em thấy chị để lại số điện thoại, em nói chuyện với chị chút xíu là bình thường, đúng không? Yeah. Nhưng mà nếu như một cái số điện thoại ở độ marketing đó, mà họ đã chạy cách họ ra được kết quả, họ chạy ra số cách khoảng 20 phút trở lên, thì ngay lập tức chúng ta phải bỏ đi cái bài sale đó. Tại vì ở thời điểm này cái tệp khách hàng của mọi người tùy vào tệp, nhưng mà đối với tệp của em và tệp chú Quay á, là khách hàng lớn tuổi và họ hay bật đột xuất, họ hay bật nhiều, dẫn tới trường hợp là mình gọi cho họ loại hay hẹn lắm, và khách hàng họ rất hẹn, họ hẹn rất nhiều, cứ gọi điện là họ hẹn qua buổi tối. Nói chung là tỷ lệ sale bên em là gì, cứ nói chuyện được là sẽ bán được, nhưng mà toàn hẹn qua buổi tối không à, đúng không? Toàn hẹn khách hàng, toàn hẹn là tối cái gì tối em gọi lại nha em. Khách hàng họ toàn hẹn như vậy không à, dẫn tới trường hợp đó là nếu như mà bạn nghĩ nè,
mình là một người kinh doanh, buổi sáng á thì chúng ta làm việc đó, chúng ta nói chuyện với khách hàng, nhưng mà khách hàng họ lại hẹn là buổi tối mới nói chuyện. Thì các bạn hình dung nhé, buổi tối nếu như các bạn có con cái á, thì dẫn tới trường hợp là các bạn đang nói chuyện với con, các bạn sẽ nhớ đó là à hôm nay 7 giờ khách hàng đang hẹn nói chuyện với mình, thế là các bạn không nói chuyện với con nữa, không chơi với con nữa, các bạn gọi điện cho khách hàng, các bạn sell, đúng không? Nhưng mà nếu mà cứ để tình trạng nó kéo dài hoài mà không phải một người mà 5 người họ hẹn các bạn buổi tối luôn thì là các bạn đâu có sell được đâu. Tỷ lệ của bạn cho dù là nói chuyện với ai là người đó mua, nhưng mà các bạn đâu có sell được họ đâu, thì ngày các bạn chỉ bán được 2 đơn là cùng, 3 đơn là cùng, đúng không? Và lợi nhuận thì các bạn lại không bán nhiều nữa, không bán được lợi nhuận nhiều nữa, nếu các bạn sẽ lại bị cảm giác là gì, là quá mệt. Nhưng mà thực sự ra nó, cái công việc này nó quá lợi nhuận, nó quá sướng các bạn luôn, các bạn làm việc rất ít luôn, đúng không? Nên đợt vừa rồi là em củng cố nhân sự với thầy, em kêu tất cả mọi người là phải củng cố nhân sự, phải làm cho em được những bài toán plan nghiệp rồ của thầy. Sao em phải chỉnh cho mọi người về bài sale, chỉnh lại mọi người bài sale lần đầu tiên là gì, là không được để cho khách hàng hẹn nữa đó. Em không để cho mọi người khách hàng lại hẹn nữa, thì cái phần mà quy trình chào hỏi chắc ai cũng biết hết rồi, đúng không? Em không để cho mọi người khách hàng họ hẹn nữa, em cứ nói chuyện ngay lúc đó luôn. Thì họ có bận, nếu mà bận thật ok tôi sẽ hẹn lại, còn nếu không bận là mình phải rõ ràng, mình phải nói chuyện với họ và mình hỗ trợ họ ngay lúc đó đó. Thì nó em đào làm ra như vậy thì tỷ lệ sale rất cao, tỷ lệ sale cao hơn nhiều, cao hơn hẳn luôn, đúng không? Thì đó là một trong những cái mà em đang thấy là các bạn leader, các bạn trong đội ngũ đang bị ảnh hưởng. Rồi sau khi mà mình làm á, thì em có một thời điểm là tại sao các bạn bán hàng mà nó không ra được kết quả cao? Là thứ nhất á, là các bạn thiếu đi một bước, đó là cái phần ở trong phần mà đi tìm hiểu về vấn đề á mọi người, đó là thì mọi người lại bị cổ máy hóa. Em gọi nó là gì? Ở thời điểm đầu tiên, tại sao có rất nhiều người không cần học, không cần gì cả vẫn bán sản phẩm, sau một thời vẫn bán được, sau một thời gian học quá nhiều, sau một thời gian ngồi nghe các bạn người nghe nhau quá nhiều, dẫn tới trường hợp là không làm ra kết quả luôn. Mà cái này chỉ đến bởi những người cũ họ cũng bị luôn. Là tại sao họ lại bị vậy, đúng không? Tại sao họ lại bị vậy ạ? Thì cái này á, em phát hiện ra gì? Là khi mà bạn biết được quá nhiều cái công dụng về sản phẩm của mình, dẫn tới trường hợp là các bạn đi rao bán cái sản phẩm của bạn quá nhiều, nó quá nhiều công dụng lên. Nó giống như là đi ra ngoài chợ mà các bạn rao á, các bạn nói gì nè, cái áo đây, áo không đi, áo thương hàng nhiều, 95.000 cả đi, mặc rất mát. Và các bạn nói quá nhiều thông tin, nhưng một khi mà người ta nghe thì người ta kêu những thông tin đó người ta không cần, đúng không? Trong khi mà phần cái bước thứ hai á, mà bước mà tìm hiểu vấn đề, thì trước khi mà các bạn đưa ra giải pháp á, các bạn phải làm rõ được 2 thứ. Các bạn trả lời được câu hỏi này thì các bạn sẽ bán hàng rất giỏi luôn. Là tại sao cái hàng họ dùng sản phẩm này, tại sao cái hàng họ lại phải dùng sản phẩm này, tại sao cái hàng họ lại phải dùng ngay bây giờ? Thì đây là câu hỏi mà em luôn luôn đặt ra cho tất cả các bạn sale của em, đúng không? Vậy thì tại sao họ lại phải dùng, đúng không? Lại mình phải đặt câu hỏi là tại sao họ phải dùng. Dạ. Tại sao họ phải dùng? Quan trọng là đầu tiên là tại sao họ phải điều chỉnh nữa cơ, đúng không? Đúng rồi. Vì các bạn bán hàng á, các bạn quên đi một thứ mà khiến khách hàng họ không ra được động lực mua hàng luôn. Đó là gì? Đó là động lực đẩy và động lực kéo, đúng không? Chúng ta quên đi điều đó. Ví dụ như Văn đi, Văn sẵn sàng đi học quảng cáo, hoặc là Văn sẵn sàng đi học rất nhiều thứ, nó tốn rất nhiều tiền. Thì Văn phát hiện ra rằng nếu như Văn không học thì toàn bộ đội ngũ của Văn sẽ không giỏi về marketing, đúng không? Sẽ không có bán hàng được, sẽ không tạo ra doanh số khổng lồ và sẽ không thực hiện được mục tiêu của họ. Không thực hiện được mục tiêu của họ thì cũng sẽ không thực hiện được mục tiêu của Văn. Nên Văn ra quyết định là Văn phải học. Và khi mà Văn phát hiện ra điều đó thì cho dù, và sau đó Văn đó là động cơ đẩy, nếu tôi mà không làm, tôi không điều trị, tôi không học, tôi không thay đổi thì tôi sẽ như thế nào, tôi sẽ bị gì, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, đúng không? Và động cơ kéo là gì? Động cơ kéo là những điều Văn muốn. Văn nghe thấy mọi người, Văn theo dõi Facebook của những người trẻ giỏi, Văn thấy gì? Người ta chạy quảng cáo rất rẻ, họ làm việc rất rẻ, họ chạy ra những chỉ số rất tuyệt vời và đội nhóm họ rất mạnh mẽ, đúng không? Thì đây là động lực đẩy và động lực kéo. Mọi người phải ghi xuống dưới, và là động lực đẩy và động lực kéo. Thì khi mà mọi người tìm ra được 2 cái thứ này thì giá cả nó chỉ là một
cái văn ở đây không, một cái giá cả nó không còn gọi là gì nữa, tại nên nó hẳn ra khi mà tìm ra được động lực đẩy và động lực kéo rồi, là điều khách hàng mà không dùng thì sao, nếu khách hàng dùng họ sẽ được gì á, thì tất cả giá cả nó cũng chỉ là một cái thử thách nhỏ với họ thôi, nó chỉ là thử thách nhỏ thôi và chúng ta sẽ vượt qua thử thách đó cùng với họ, đúng không? Nên để mà các bạn đọc được á, mà nghĩ trong bán hàng các bạn cần đọc được cuốn sách này. Ờ đâu rồi nhỉ? Có một cuốn sách rất hay luôn, em lại đọc để đâu rồi? Nghệ thuật bán hàng. Cuốn sách mà mọi người phải đọc đó là cuốn sách Tử Quyệt Cảm Xúc. Và em cái này em phát hiện ra là gì, nếu như mình đọc một lần thì mình sẽ bán hàng được một cách ok, mình đọc hai lần thì mình sẽ bán hàng cách tốt hơn, mình đọc ba lần, đọc năm lần á thì mình sẽ trở thành một người bán hàng cực kỳ hay, đúng không? Mình bán hàng trở thành cực kỳ xuất chúng luôn, tại vì lúc đó mình không bán sản phẩm nữa thầy, mình sẽ bán vấn đề của khách hàng, mình sẽ bán nỗi sợ của khách hàng. Và đỉnh cao của mình là mình không bán sản phẩm, là mình bán cái nỗi sợ đó, bán cái giải pháp thôi. Thì mình cho dù mình bán trophy, cho dù mình bán bất cứ gì thì mình cũng rất khỏe. Vậy thì nếu như mọi người để ý á, những cái động lực đẩy và động lực kéo này đến từ đâu, mình sẽ coi nó đến từ đâu. Thì mọi người ngồi nghe á, những cái video mà của những người khách hàng á, ví dụ những người khách hàng họ bị viêm khớp, hay là những người khách hàng mà họ bị đau lưng, hay những người khách hàng mà họ bị nám giảm á, mọi người vô nghe thì họ kêu là tôi rất đau khổ vì đi ra ngoài đường rất nhiều người nhìn vào da của tôi, và da của tôi thì nhìn nó bị kém tự tin. Đúng không? Là em vừa rồi em cũng siêu tầm được một video á. Đó là gì? Là mọi người hay nói là họ chỉ quan trọng đến cái nét đẹp của tâm hồn thôi. Nhưng mà nếu mà ở ngoài nó xấu quá thì người ta cũng không quan trọng cái hai. Đúng không? Người ta không quan trọng được, quan trọng con người mình luôn. Thế thì em coi được cái video này hay lắm, để em mở, nếu mà ấy thì để em mở lên thử coi. Đúng không? Vậy thì động cơ đẩy và động cơ đây em để em mở cho mọi người nghe thử một cái bài mà một chị khách hàng á. Em coi video này, em chạy quảng cáo này để em mở cho mọi người coi thử nha. Dạ. Đúng không? Đây là nó có động lực, động cơ kéo, động cơ đẩy nó luôn. Em đưa vào sale chạy rất rất khỏe luôn. Em đang nhắn tin mọi người. Đây nè. Ôi, tắt đi không được bán đi. Đừng gửi nhắn nữa. Cái này nhắn gì? Có người mẹ của anh. À gửi nhắn rồi. Gửi thời gian dài đó. Ok được. Để em đợi chút xíu. 30 giây. Ờ không được, không sao. Đây để em xả này ra để em coi cho mọi người cùng coi. Khi mọi người cùng coi á thì mọi người phát hiện ra là khách hàng họ sẽ như thế nào. Cùng nghe nha. Đúng rồi. Không biết là có thời gian không, nhưng mà phải nghe cái này thì rất hay rồi. Nó liên quan đến bài chạy quảng cáo của em luôn. Thôi đừng gửi nữa. Ủa sao em xóa video à? Không có xóa đâu. Đây nè. Nó mạng đang bị vấn đề đó. Phải em xóa rồi. Xóa đâu. Đợi em chút xíu, em sẽ sợp đi. Gửi lại đi, gửi lại đi. Rồi đây em gần xong rồi. Có không? Rồi đẹp, để em gửi bạn đó. Rồi ok, xong có rồi. Đây em cho mọi người cùng coi nha. Video rất hay luôn. Nghe không ạ? Thầy có nghe không thầy? Không rõ lắm. Đây rồi ok rồi. Em copy cái link ở dưới like này đi. Đây. Thưa quý vị, ông bà chúng ta có câu nói rất quen thuộc. Kẻ thuộc rất nhiều điều đây. Mời đặc biệt của chị phụ nữ Mỹ. Video đâu? Nghe chưa thầy? Nhiều khi mà đi ra đường ấy, là không tự tin lắm. Khi mà em áp dụng cái này này vào cái video mà em chạy quảng cáo á, thì cái lượng khách hàng chất á, lượng khách hàng em sell được á, nó dễ dàng hơn rất nhiều. Là vì ngay cả trong video này thì nó đã có luôn trong đó họ động lực họ hỏi rồi.
một người khách hàng khi mà họ nghe được cái động lực đẩy với động lực kéo á ở trong bài sale này, thì gần như là mình bán hàng rất dễ. Mình chỉ cần vượt qua thử thách với họ là làm sao để chứng minh họ là tại sao họ phải sử dụng sản phẩm của chúng ta thôi. Và em tìm ra được video này em chạy quảng cáo thì vừa số vừa rẻ, tỷ lệ comment cũng rẻ luôn, mọi thứ đều ok luôn. Vậy thì liên quan tới trong bán hàng đó là gì? Các bạn phải đầu tư vào cái việc mà video để các bạn có thể bán hàng tốt hơn. Nó liên quan hết đối với nhau á. Chứ đừng có, mình đừng có tập thói quen giống như trước đây là gì? Là mình cứ lấy video của nhau mình chạy. Ông A chạy video đó, xong ông B thấy ai, ủa mày chạy rẻ vậy, lấy luôn video đó chạy tiếp. Thì khách hàng họ sẽ bị loãng đi mà sẽ, thì chúng ta không tìm ra được khách hàng mới. Thì tới thời điểm này thì em nghĩ là rất nhiều đội nhóm bây giờ không còn dám chạy True Way nữa. Đúng không? Người thì chuyển qua xương khớp họ chạy rồi, người thì chuyển qua chạy xịt khoáng hay chạy rất nhiều cái khác rồi. Riêng đối với em thì em vẫn chạy True Way trước giờ. Đó thì em phát hiện ra rằng là mọi người phải trong cái bước mà tìm hiểu vấn đề của cái này á là mình khai thác luôn được động cơ đẩy và động cơ kéo, đúng không? Dạ. Mình phải tìm mới được, đó là những cái yếu tố thôi. Chứ còn về bài sale và bài sale giả lập thì hôm nay em có dạy trong lớp và em có chia sẻ trong cái phần mà quy trình sale của em. Rồi tới cái phần thứ ba thì theo em á mọi người, cái phần sau khi chúng ta đã tìm hiểu được vấn đề rồi, đúng không, thì chúng ta sẽ đưa ra cái giải pháp. Nhưng mà mọi người hay có một thói quen là chúng ta đi trình bày sản phẩm quá nhiều. Nó giống như câu chuyện hồi nãy em nói là gì? Sau khi em sau khi mà các bạn có được kiến thức quá nhiều, dẫn tới trường hợp là các bạn tập trung nói ra được những kiến thức đó, nó giống như các bạn là một cái hộp quà. Các bạn nói chuyện ra, các bạn mở hộp quà ra, các bạn nói hết cho người ta nghe được. Các bạn nói hết luôn cả tất cả những gì các bạn có. Nhưng mà là người khách hàng thì họ không quan tâm. Nên một lời khuyên của em là em hãy nói là mình chỉ tập trung vào ba thứ thôi, và ba thứ này nó có trong quy trình sale và mình nên có luôn. Hôm nay có gửi trong group là group của thầy Linh, đây em gửi cho mọi người. Hôm nay á là khi mà mình hiểu được cách đó thì mình chỉ cần tập trung ba thứ thôi. Thứ nhất là mình phải nói cho họ biết là tại sao họ lại phải dùng sản phẩm này, những điểm nổi bật của sản phẩm chúng ta, những điểm nổi bật, đúng không ạ? Sau rồi đó chúng ta chỉ nói sơ qua cho họ là mình sẽ hỏi họ một câu hỏi luôn. Chị ơi, em hỏi chị khéo này đó. Chị biết tại sao mà trước đây chị dùng rất nhiều sản phẩm mà chị không hết không? Chị biết lý do tại sao không ạ? Em chỉ hỏi họ một câu hỏi vậy thôi. Và sau đó em cho họ đúng được cái lý do là tại sao họ dùng sản phẩm của mình là điều trị được sản phẩm, điều trị được cái tình trạng của họ. À, thì tất nhiên là tùy vào sản phẩm này. Có một số sản phẩm thì anh em mình bán như dung dịch vệ sinh đó, thì mình sẽ nói cách khác. Nhưng mà mình chỉ cần tập trung một thứ thôi là tại sao trước đây họ không hết, nhưng mà tại sao sản phẩm này có thể giúp được họ hết, thì họ sẽ quan tâm đến duy nhất một điều đó thôi, đúng không? Sau đó chúng ta chỉ cần tâm sự. Vậy tâm sự là tâm sự như thế nào, tại làm như thế nào để có thể tâm sự với một người hoàn toàn xa lạ, làm như thế nào để có thể tâm sự với một người hoàn toàn xa lạ, thì chúng ta bắt buộc phải kể cho họ một câu chuyện nào đó, đúng không? Ví dụ như em hồi xưa mang có câu chuyện là gì? Dạ, giả tác em như vậy. À mà chị, nhưng có cái này em phải nói trước với chị. Đừng làm trước quá làm sao nha. Cái này chị nghe nhưng mà chị hứa với em là chị không có được bực em thì mới nói nha. Được không? Thì em đó là cái câu chuyện khi em mở đầu. Sau đó thì em sẽ trả lời họ là em cho họ hình dung nó được cái sản phẩm họ đang dùng. Ví dụ như em nói là ok chị, vậy bây giờ em nói chị nha. Đầu tiên á thì chị nhớ nè. Chị em không biết là chị có giống người khách hàng của em hay không, nhưng mà em thấy chị rất giống với chị luôn. Trước đây chị này bị cái tình trạng nặng hơn. Thì đầu tiên là chị nó lấy sản phẩm của em bên em về chị dùng á, thì 3 ngày đầu chị thấy cái da chị rất là sáng, rất là đẹp, rất là mịn. 5 ngày tiếp theo thì da rất là đẹp luôn, rất là ok luôn. Cái máy Luma Spa của em á, chị có làm ảnh cho cái da không bị sần. Và nếu mà chị lấy cái tay á, chị sờ lên chị thấy cảm thấy như là nó nhẹ đi hẳn cả nửa ký trên da mình á, mình cảm thấy không còn. Giống như nếu mà chị dùng rồi á, một bên mà chị dùng, một bên chị không dùng á, chị cảm thấy bên này đầy rất két, bên này đầy bụi bẩn luôn, bên này rất nhẹ, nó nhẹ nhàng mà nó sạch đã lắm chị ơi. Đó thì chị dùng 3 ngày, 5 ngày mà chị có cảm giác là vậy rồi. Nhưng nếu như mà chị dùng tới ngày thứ 7, ngày thứ 10 á, thì chị để ý giùm em. Nếu như da của chị thuộc dạng da mỏng, vì trước đây là chị có dùng kem trộn rồi, hay là trước đây chị đã từng đi bắn laser thì khiến cho da mình bị mỏng đi, vậy thì chị để ý ở những cái vết nám, ở những vết nám, những cái vết tàn nhang của mình, nó sẽ hơi đậm màu lên chút xíu. Là chị biết. Thì lúc đầu là khách hàng bên em họ cũng la dữ lắm, xong lúc đó em nhập em chịu hết mà,
nên em mới tìm hỏi tìm câu hỏi. Em mới tìm câu hỏi. Đúng không? Thì khi mà em tìm câu hỏi là em mới kêu họ là và em phát hiện ra câu hỏi là gì? Là do da của họ trước đây họ dùng kem trộn hoặc là họ đã từng làm bắn laser thì khiến da họ bị tổn thương, và sản phẩm của chúng ta là làm cho kích thích collagen hoạt động lại nên nó vô tình nó đẩy hết những cái nội tiết tố ra ngoài luôn. Thì mình phải nói cho khách hàng biết được điều đó. Thì khi mà mình nói được điều đó, mình tưởng chừng là mình đang làm hại, mình đang hạ thấp chúng ta, đúng không? Nhưng không phải. Cảm giác của khách hàng là họ làm thấy ủa được vậy luôn em, nó thành, thì mình khẳng định lại luôn đó, thành ra là sản phẩm của em nó rất chất lượng luôn đó. Đó. Đúng không? Rồi. Vậy thì đó là những cái mà mọi người cần. Còn tới lúc mà mọi người bán hàng á, thì mọi người nhớ em là tại sao cái này họ hay chê đắt sản phẩm của bạn? Các bạn trả lời câu hỏi thử thôi. Tại sao cái này họ hay chê là đắt quá, hay chê nhiều tiền quá? Đúng không? Được. Thì mình chỉ cần nhớ là khách hàng họ chỉ chê sản phẩm của các bạn đắt khi mà họ không so sánh được sản phẩm của bạn với bất cứ ai, với một cái gì thôi. Nếu như cái này họ chê, họ kêu cái máy Lumistar của bạn giá 11 triệu nó đắt là vì họ đang so sánh với cái máy rửa mặt ở ngoài thị trường thông thường, giá của nó chỉ có 1 triệu 2 triệu. Đúng không? Tôi cao khác xem được live stream. Hình như là mọi người chỉ nghe thấy tiếng thôi chứ mọi người không thấy hình này à. Không sao. Mỗi ngày bị lỗi. Đúng không? Bấm vô nó bị lỗi. Thì cái này họ chế đắt là vì như vậy thôi. Thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải so sánh cho họ coi một cái gì đó. Đây là livestream này. Đó là mai livestream ta. Mai livestream đây này ạ. À. Mai livestream lại đi. Mai livestream đây các bạn ha. Mai đây này ạ. À. Ờ mai đi ha. Ừ. Dạ dạ dạ. Chứ không để mai thầy kiểm tra tin nhắn đi em, gọi em nhắn tin đi nhờ thầy mấy cái này cả. Ok, chào các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.